Chiều ngày 16 tháng 10, Ban giám hiệu trường Trung học cơ sở Đồng Khởi quận 1 đã tổ chức họp báo thông tin chính thức về kế hoạch tổ chức cho học sinh đi xem phim Đất rừng phương Nam. Tại buổi họp báo, bà Hồ Thị Ngọc Sương, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Đồng Khởi quận 1 xác nhận, ngày 10 tháng 10 năm 2023, tổ ngữ văn trường Trung học cơ sở Đồng Khởi đã thống nhất với các tổ chuyên môn khác gồm lịch sử, địa lý, giáo dục địa phương và nghệ thuật, kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm liên môn ngoài nhà trường với chủ đề Vẻ đẹp quê hương, cuộc sống muôn màu. Hoạt động nhằm tăng cường kỹ năng đọc sách cho học sinh, trong đó đặc biệt giới thiệu tác phẩm Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi. Trường Trung học cơ sở Đồng Khởi dự kiến phát hành thư ngỏ nói trên trong ngày 16 tháng 10, tuy nhiên do phát hiện văn bản còn sai sót về thể thức văn bản, đồng thời chưa nắm bắt đầy đủ tình hình dư luận nên nhà trường đã thu hồi lại văn bản. Nguyên nhân khiến thư ngỏ được lan truyền trên mạng xã hội là do một số lớp chưa cập nhật thông tin thu hồi thư ngỏ, dẫn đến việc thư ngỏ được phát tán trên mạng xã hội. Bà Hồ Thị Ngọc Sương cho biết, thay mặt Ban giám hiệu trường Trung học cơ sở Đồng Khởi, hiệu trưởng nhà trường xin nhận toàn bộ trách nhiệm về thiếu sót này. Bà Hồ Thị Ngọc Sương lý giải thêm, trước khi hoạt động trải nghiệm được tổ chức phải có sự đồng thuận của phụ huynh. Hiện nay, trường mới dừng ở việc phát hành thư ngỏ, tuy nhiên đã thu hồi trong chiều ngày 16 tháng 10 để xin ý kiến phụ huynh. Nếu phụ huynh đồng thuận, hoạt động mới diễn ra. Việc bộ phim đang có nhiều dư luận trái chiều không phải là nguyên nhân chính dẫn đến việc thu hồi thư ngỏ. Thay vào đó, việc tạm dừng triển khai hoạt động là do chưa có sự đồng thuận của phụ huynh. Nếu phụ huynh đồng thuận thì nhà trường vẫn tổ chức. Tôi khẳng định, hoạt động chỉ được tổ chức trên cơ sở đồng thuận của phụ huynh và sự hưởng ứng thích thú của học sinh, bà Hồ Thị Ngọc Sương khẳng định. Đại diện nhà trường cho biết, hoạt động đưa học sinh đi xem phim không nhằm mục đích giải trí, mà muốn tạo cơ hội cho học sinh trải nghiệm phim ảnh để có sự so sánh giữa tác phẩm văn học khi được chuyển thể, để có cái nhìn đa dạng hơn về tiếp cận tác phẩm văn học.